Ngày 5 tháng 9, Công an quận 5 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra truy xét vụ cô gái bị nam thanh niên đi xe máy áp sát giật điện thoại di động ở khu buôn bán có nhiều người qua lại trên địa bàn được mạng xã hội đăng tải clip ghi lại. Theo nội dung đoạn clip, cô gái ngồi trước cửa hàng sử dụng điện thoại di động thì bị một nam thanh niên đi xe tay ga áp sát giật chiếc điện thoại di động của cô gái rồi tăng ga tẩu thoát. Nạn nhân vội hô hoáng cùng người dân đuổi theo. Qua xác minh, sự việc diễn ra vào khoảng 13 giờ ngày 4 tháng 9 trên đường Tống Duy Tân, phường 14, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Anh H, chủ cửa hàng cho biết cô gái trong đoạn clip bị cướp giật là nhân viên của cửa hàng mình. Toàn bộ vụ cướp giật được camera an ninh ghi lại. Anh H cho biết chiếc điện thoại di động của chị T mới mua vài tháng trước và trị giá hơn 8 triệu đồng.